Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra tai nghe Bluetooth cũng như là cách sạc để kiểm tra xem là cái tai nghe của chúng ta có đang hoạt động và có đủ điều kiện để kết nối sử dụng được hay không. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cáp sạc ra để chúng ta tiến hành là cắm sạc cho cái tai nghe này để kiểm tra xem là nó có sạc vào cho cái hộp tai nghe này không. Chúng ta cần phải cắm đúng chiều của cái đường cáp sạc nhé. Sau khi cắm xong cái phần hộp sạc thì phần đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào cái củ sạc USB mà cái củ sạc mà chúng ta hay dùng để sạc cho điện thoại nhé. Sau khi cắm sạc vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy đèn báo hiệu là nhấp nháy xanh ở phía cạnh sườn. Thì có nghĩa là nó đã cắm sạc được vào cho cái hộp sạc này nhé. Bên cạnh đó, bên trong khi chúng ta mở nắp ra thì đồng thời nó cũng đã đang sạc cho tai nghe khi đèn báo hiệu là màu đỏ ở trên tai nghe nhé, trên cả hai tai nghe nhé. Khi chúng ta nhấc ra thì chúng ta sẽ thấy là đèn của cái tai nghe nó đang nhấp nháy nhé. Và một lúc sau, một tai nó nhấp nháy và một tai không nhấp nháy, nghĩa là hai tai nghe đã đồng thời được kết nối với nhau nhé. Chúng ta bỏ tai nghe vào lại hộp một lần nữa để kiểm tra lại nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra lại đèn nó có đang báo hiệu sạc hay không nhé. Sau khi kiểm tra được các bước như trên, thấy nó đang sạc, có nghĩa là tai nghe của chúng ta đã đang hoạt động và sử dụng được bình thường nhé. Về cách kiểm tra cũng như là cách sạc của các dòng tai nghe khác thì nó cũng gần như tương tự như vậy. Ví dụ như cái cách kiểm tra của con mi này chẳng hạn, con tai nghe mi này chẳng hạn, thì chúng ta cũng cắm sạc tương tự như vậy và kiểm tra là cái hộp sạc của chúng ta nó đã bao đèn báo hiệu chưa. Khi nó đèn nó báo hiệu nhấp nháy xanh như vậy là nó đã sạc vào nhá. Kiểm tra luôn cả cái tai nghe xem là nó có đỏ, có sáng đỏ như vậy không. Nếu sáng đỏ như vậy là nó đã sạc vào rồi nhé, sạc vào cho tai nghe rồi nhé. Chúng ta nhấc ra kiểm tra lại tai một lần nữa. Khi nhấc ra khỏi hộp sạc thì tai nghe nó nhấp nháy và đợi trong một lúc thì một bên nháy và một bên không nhấp nháy, có nghĩa là hai tai nó đã được kết nối với nhau và lúc này chúng ta có thể kết nối với điện thoại để sử dụng được bình thường các bạn nhé. Chúng ta to tai vào hộp sạc và chúng ta ấn nút thì thấy đèn nó sáng đỏ lên là tai nghe nó đang sạc pin ổn định rồi nhé. Sau khi sạc được pin thì chúng ta sẽ tiến hành lấy hai tai nghe ra này. Các bạn lấy hai tai nghe ra cùng một lúc này để cạnh nhau. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là một bên đang nhấp nháy xanh đỏ và một bên nó ánh sáng xanh thôi, nó không nhấp nháy nữa. Thì lúc này nó đã đủ điều kiện để kết nối nhé. Các bạn lấy hai tai nghe ra ở bên ngoài nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành mở Bluetooth và tìm kiếm nhé. Tên thiết bị tìm thấy tên của nó là TWS nhé. Các bạn ấn vào để kết nối nhé. Sau khi kết nối thì hai đèn của hai tai nghe nó sẽ tắt hẳn đi nhé, nó không nháy nữa nhé.